1, 2, 3, chúc mừng năm mới. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ là cái vlog đầu tiên của mình. Bởi vì cái vlog này mình sẽ quay vào dịp Tết và là cái reading vlog đầu tiên, mình sẽ đọc theo yêu cầu của một em đồng nghiệp. Em ấy sẽ chọn cho mình quyển sách. Đây là bạn Tiên. Em lấy nữa Tiên sẽ chọn cho mình một quyển sách để mình đọc trong Tết này ha. Sẵn đây khoe cây mai của công ty. Cây mai quá đẹp luôn, cây mai là cây mai đẹp mà. Mình chụp hình đó vậy. Nè, đó quay cho em. Thực ra bây giờ còn khoảng 2 ngày nữa mới Tết nhưng mà 8 sao ấy. Nhưng mà nó đã nở ra được một tí xíu rồi nè. Cái này mà đúng ngay mùng 1 là nó nở vàng đẹp lắm luôn ấy. Đẹp ha. Trong cái vlog này mình sẽ đọc quyển sách mà Tiên sẽ chọn. Đây, chọn mình quyển. Bây giờ là em sẽ em có mọi người có muốn xem những cái quyển sách của chị Trang không? Em sẽ lên để em coi nha. À, những thành phố giấy của đầu tiên nha. Bây giờ Tiên chọn quyển này, mình sẽ đọc quyển đó. Quyển là Thở Xong. Thở Xong ở đâu không biết. Thấy mùi không phải của mình. Mấy quyển thấy mùi đẹp không phải của mình các bạn. Nó bắt đầu cái quyển thấy mùi. Kiểu kiểu là sinh tháng đúng không? Ừ. Con chim xanh biết đang làm mấy cái quyển mà sáng sổ con chim xanh biết này là của mình nè. Dài lắm nha. Trời là Tết là nó không cho đi chơi, nó bắt đọc sách là nó chọn quyển vàng. Không, nhưng mà phải thật ra là em đang định là sẽ một quyển nào đó có cái gì đẹp đẹp. Có một cái gì đẹp đẹp. Lâu đài mai phục pháp sư. Là các bạn đó, bạn sách mới chưa đọc hết luôn đúng không? Dạ chưa đọc hết. Kêu hẳn là định kiến. Đây mấy cái quyển mà mình cổ điển mình thấy luôn của mình. Đó mình sẽ lựa lại. Nói chung là trước sau mình đọc, nhưng mà Tết này là sẽ đọc theo yêu cầu không phải theo sự lựa chọn của Tiên. Em sẽ yêu cầu chị đọc quyển này đi, quyển này của Nguyễn Nhật Ánh nè. Quyển này là Con Chim Xanh Biết Bay Về, tại vì em cũng đang định đọc lại sách của Nguyễn Nhật Ánh á. Cho nên là em sẽ với lại quyển này cái gu cũng nhẹ nhàng dễ thương, kiểu style của em nè. Đó, cho nên là quyển này nha các bạn. Đây. Ok, vậy thì bây giờ sẽ chốt quyển Con Chim Xanh Biết Bay Về và Tết này mình sẽ đọc xong quyển sách này. Thank you, bye. Up đây nha. Mới sau một ngày thôi, hôm nay là 28 Tết mà cây mai ở công ty nó nở vàng hết luôn. Dạ yeah. Mà mới có một ngày vậy chị ha. Chị còn ba chị còn nắng lên lên dưới á chị. Hình như nó nở vậy là có hơi sớm không chị? Hello mọi người, Trang đây. Thì ngày hôm qua bạn Tiên, bạn đồng nghiệp của mình đã chọn được cho mình quyển sách, đó là quyển Con Chim Xanh Biết Bay Về của chú Nguyễn Nhật Ánh. Thì ngay tối hôm qua về là mình đã đọc được một tí xíu. Và hôm nay á, cũng tranh thủ những thời gian rảnh rỗi thì mình đọc thêm một chút nữa. Và mình đọc khá là nhanh á, mình đọc được khoảng 100 trang đầu rồi. Và nó cũng không có khó đọc. 100 trang đầu tiên thì thực ra mà để nhận xét về quyển sách này thì chắc chưa có đủ đâu. Bởi vì nó chưa có vào những cái tình tiết để gọi là đánh giá cái cốt truyện của quyển sách. Nhưng mà mình thấy là nó kiểu nó cứ nhẹ nhàng đúng cái phong cách của chú Nguyễn Nhật Ánh luôn. Thì mình sẽ đọc tiếp và có gì mình sẽ nói cái cảm nhận của mình chung chung về quyển sách này nha. Bye bye. Hello hello mọi người. Hôm nay là ngày 30 Tết và mình còn có một cái video mà mình chưa có edit xong. Nói chung là nó chỉ còn một vài công đoạn cuối thôi và mình sẽ hoàn tất edit và up lên vào ngày hôm nay, tức là ngày 11 tháng 2 dương lịch. Cái video này là nó sẽ nói về những quyển sách về tình yêu dành cho ngày Valentine sắp tới. Mọi người nhớ xem nha. À, hôm qua thì mình đã quay một cái đoạn mình nói sơ sơ về 100 trang đầu tiên của quyển Con Chim Xanh Biết Bay Về của chú Nguyễn Nhật Ánh. Và tối hôm qua luôn mình lười bật máy quay á mọi người, và mình cũng đã đọc được thêm khoảng mấy chục trang nữa ấy. Thì sau khi mình up cái video này lên, có lẽ là mình sẽ tìm một cái quán cà phê nào đó nó vắng vắng một tí, tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có ra quán cà phê để mình đọc sách ấy. Mình không biết là hôm nay còn quán nào mở cửa hay không. Nếu mà có thì chắc là mình sẽ kiếm một quán cà phê nào vắng vắng để đọc sách và kiểu vlog lại. Lần đầu tiên mình làm vlog đó, cho nên là mình không biết là mình nên làm như thế nào cho đúng đó mọi người. Có gì mọi người thông cảm nha.
À, trong lúc mà chờ cái video này nó được upload lên đó, thì mình sẽ đọc tiếp quyển Con chim thanh biết bay về ha. Quyển này thì mình thấy nó cũng dễ đọc thôi, cái phong cách viết văn của bác Ánh nó cứ nhẹ nhàng như vậy, chắc là mọi người cũng biết thôi ha. Khi về thì mình chạy đi tìm khoảng 3 quán cà phê nhưng mà quán nào cũng đóng cửa hết trơn. Cho nên kế hoạch đi ra quán cà phê để đọc sách phá sản nha mọi người. Sáng sớm mùng 1 thì mấy anh chị em trong nhà cũng chỉ tụ lại để chụp hình nè. Rồi lì xì cho mấy đứa nhỏ. Mít ơi, dì Trang lì xì cho Mít nè. Em ơi, chúc Mít năm mới nè, ngoan trông lớn nè, học giỏi nha. Và sau đó là chơi đánh bài. Thực ra thì chỉ chơi có 5.000, 10.000 cho vui thôi, chứ không có quan trọng cái phần là thắng thua nha mọi người. Hello mọi người, bây giờ mình lại cập nhật về cái phần sách tiếp theo mà mình đã đọc ha. Mình đã đọc được hơn 200 trang rồi và đã bắt đầu qua phần thứ hai là phần nói về nhân vật Sâm. À, mình quên nói, đó là câu chuyện này được chia thành 3 chương. Cái chương đầu tiên là phần 1 tên là Quán chợ. Nó chỉ đơn thuần kể về cuộc sống của một cô gái ở miền quê lên Sài Gòn học đại học. Và sau đó cô vào làm thêm ở một cái quán ăn, có một cái anh chàng tên là Sâm là quản lý ở đó. Thì cô gái này thực ra mình không có thích cái tính cách của cô lắm, bởi vì mình cảm thấy là nếu câu chuyện này được kể ở trong cái thời hiện đại nha, thì với cái tính hơi thiếu quyết đoán của cô ấy thì mình không có thích. Đó là cô vẫn nghe lời cha mẹ về những cái chuyện như là kêu cổ về quê lấy chồng ấy, và cổ không có được quyết đoán, không được quyết đoán lắm ở trong chuyện đó, mặc dù cổ có tình cảm với một người khác ở Sài Gòn. Tuy nhiên khi mà đọc qua phần 2 về nhân vật tên là Sâm á, thì giống như cái tình tiết nó được đẩy lên một chút và mình cảm thấy nó hấp dẫn hơn ấy. Nó reveal ra được nhiều cái chi tiết liên quan đến cuộc đời của cô gái tên là Khuê. Thì như mình thấy là vẫn rất là phong cách của bác Nguyễn Nhật Ánh, nhẹ nhàng và dễ thương như vậy. Mình đang bắt đầu bước vào cái chuyện tình cảm rất là dễ thương của hai nhân vật chính tên là Khuê và Sâm rồi. Bên cạnh đó mình thấy những cái nhân vật phụ cũng khá là dễ thương, đó là nhân vật Tịnh nè và Lương. Thì mình cảm thấy là nó không phải quá xuất sắc, nhưng mà để gọi là đọc để relax và giải trí thì cũng tạm ổn. Mình sẽ xem tiếp theo cái câu chuyện tình của những cái bạn trẻ này sẽ đi đến đâu ha. Hôm nay mình có hẹn ăn trưa với lại một người bạn thân của mình ở quán thịt nướng, nhưng mà người ấy chưa đến. Trời ơi, nó ngủ quên. A few moments later. Đây, xin chào gương mặt vàng của làng ngủ quên. Will you be on my floor? Đang quay hả? Trời ơi, sao nói chuyện gì của đàn ơi? Đẹp rồi, trời ơi. Ủa, mới làm tóc vậy hả? Ừ, em không? Ôi, dữ dữ. Happy New Year, my friend. Happy New Year. Kêu món đi má. Đồ ăn tới rồi, tiểu nhị, phục vụ. Cái gì cúc ơ, trời ơi, cái này nè mà tao đưa lên video là tao phải píp píp píp. Hello hello. Thôi mình mới vừa đi ăn với nhỏ bạn thân về. Thân là thân ai nấy lo mọi người. Cho nên là sẵn đây mình tranh thủ để nói tiếp về cái quyển sách Con chim xanh biết bay về của chú Nguyễn Nhật Ánh luôn. Thì mình đã hoàn thành quyển sách này. Thực ra thì cảm nhận chung của mình về quyển sách này có thể chia theo cái ba cái chương của quyển sách luôn ý. Đó là phần 1 là quán chợ, phần 2 là Sâm và phần 3 là anh và em. Thì phải nói về phần 1 ý, thì mình thật sự không có thích lắm.
cái nhịp của cái chuyện nó rất là chậm và nó rất là thường ấy. Thực sự như là mình cũng có chia sẻ ở cái lần mà mình nói trước về 100 cái trang sách đầu tiên ấy, thì thực ra nó không có gì gọi là hấp dẫn với mình cả, và cái tính cách của những cái nhân vật chính đó mình cũng thực sự không có thích ấy. Nhưng mà về phần 2 và phần 3 cho tới về sau ấy, thì khi mà vào tình tiết của truyện thì nó đã, cái nhịp độ nó được đã được đẩy nhanh lên, thì mình thấy là nó ok hơn rất là nhiều. Mặc dù có những cái bất ngờ, nhưng mà cái những cái bất ngờ của tình tiết truyện này á, thì đối với mình á, nó lại không có gì xa lạ hết mọi người. Tức là ở những cái chuyện khác nào, hoặc là trong những cái bộ phim khác á, thì cái tình tiết này mình đã gặp rất là nhiều lần rồi, cho nên là mình không thấy gì lạ hết trơn. Tuy nhiên cũng nhờ cái giọng văn của chú Ánh ấy, thì chắc là mình lại nói cái này rất là nhiều lần, đó là cái giọng văn nhẹ nhàng của chú Ánh nó làm cho cái quyển sách này nó mang cái sự mộc mạc ấy. Thì nếu là ai mà là fan của chú Ánh từ lâu thì chắc cũng biết, mình thì không hẳn là fan, nhưng mà mình thực sự rất là thích đọc sách của chú Ánh từ nhỏ đến giờ rồi. Và mình thấy là quyển này nha, thật lòng nha, nó không có gì đặc sắc hết. Ý là nó không phải là một cái sự đột phá của chú Ánh, tuy nhiên bạn vẫn có thể gọi là đọc để gọi là relax và tìm kiếm một cái sự giản dị mộc mạc chân phương nào đó, thì quyển sách này cũng có thể là một sự lựa chọn ok. Đó là cảm nhận của mình về quyển Con chim xanh biết bay về của chú Mỹ Nhật Ánh. Và như mọi người biết là cái dịch Covid vẫn còn đang rất là phức tạp, cho nên là tụi mình Tết này mình cũng không có đi đâu hết. Không biết là mọi người đã có một cái Tết như thế nào. Tuy nhiên là mình hy vọng mọi người là đã có những cái khoảng thời gian rất là vui vẻ bên gia đình của mình trong những ngày vừa qua. Và mình chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Một lần nữa Happy New Year, chúc mừng năm mới nha. Bye bye.